Đúng rồi. Anh cứ tưởng bên này. Đúng rồi. Em có. Đấy bỏ đây luôn anh ơi. Hai người bỏ ra không được, quên. Thế à? Ông đến ông bảo là gần đến nơi em xe tăng. Anh cũng chạy hả? Không không. Cái này như nó hàng dễ vỡ ấy. Vừa dễ vỡ vừa cồng kềnh. Nghe thủy tinh đúng không anh? Trong một lót hết rồi không sợ đâu. À. Lót hết mình mới cho nằm thì còn không thì toàn phải đứng. Anh đợi em sáng lắm nha. Đây xe điện. Ờ vâng xe điện anh ạ. Để xe điện xe này yếu lắm à. Em cũng đang thử nghiệm anh ạ, tại vì đây là xe của hãng, người ta mới mở dịch vụ xe điện. Thế cái này là gửi ra bến xe luôn này. Đúng rồi, đúng rồi, viết ra đấy có số điện thoại ở trên app em ở đây nhé. Xin lên lấy khách thảo anh nhé. Anh giao kia đi đâu rồi? À, các anh trở về nhà mình. À. Trở về hàng cửa hàng đi. Vâng. Vâng, em đi rồi. Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay tiếp tục trải nghiệm cái dịch vụ giao hàng bằng xe điện anh em ạ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách, đó là sẽ kiếm 500.000 từ xe điện. Xem nào 100% pin nó sẽ chạy đủ để kiếm 500.000 hay không. Và mình đã có một đơn hàng đầu tiên rồi, đơn này là đơn cồng kềnh. Ra đời bên xe Mỹ Đình, mình thấy đi trên app được khoảng 70.000 cơ. Khá là ngon đấy. Thì cái series tập trước thì mình cũng có chạy xe điện một lần rồi. Nhưng mà cái đó là cái chuyến xe thì cũng chưa có nhiều, nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện một cái thử thách mới, đó là kiếm 500.000. Khá là căng đấy anh em ạ, không biết có đủ để điện để tải để chạy không. Và hiện tại bây giờ là 11 giờ rồi. Thời tiết hôm nay thì khá là mát mẻ. Đúng thời tiết kiểu mùa thu anh em ạ. Thì cái thời tiết này mà anh em shipper ra đường thì quá tuyệt vời thôi. Nhưng mà bù lại thì sẽ phải cạnh tranh rất là nhiều, tại vì thời tiết đẹp mà shipper ra đường nhiều thì bù lại thì những cái xe thì sẽ phải giành giật nhau. Ok, thì mình sẽ tập trung vào cái đơn hàng của mình thôi. Let's go. Đến cổng sau của bến xe Mỹ Đình rồi. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho nhà xe đã. Không biết là nhà xe nào đây. Vâng vâng. Ok. Giờ mình đợi khách ra lấy hàng thôi. Nói qua về cái xe điện của VinFast nói chung và cái xe đạp điện nó riêng ấy, thì nó có một điểm hạn chế là nó chưa thể kiểm soát tốc độ. Và cái thứ hai là nó bị phụ thuộc vào cái điện. Nghĩa là anh em mà muốn đi ấy, thì phải sạc đầy bình ở nhà. Và khi hết điện thì phải chờ thời gian sạc cũng cơ. Hình như là cái điện xe máy điện của VinFast hồi xưa nó có một cái dịch vụ là đổi pin ở mấy cửa hàng VinMart ấy, không biết bây giờ như thế nào mình cũng không tìm hiểu. Nhưng mà được cái bù lại thì cái xe điện nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều hiệu quả, tiết kiệm được tiền bạc này, cái thứ hai là thân thiện môi trường, cái thứ ba là cũng đem lại lợi ích cho sức khỏe đấy. Vì cái xe máy thì đi thì nó sẽ rung, tại vì có máy ấy thì một phần là nó ảnh hưởng đến xương khớp nữa, còn xe điện thì nó êm đi rất là thích. Và cái kiểu dáng này ngồi rất là thích hợp này. Và nếu như anh em cũng muốn trải nghiệm cái dịch vụ xe máy điện này đi thì có thể đăng ký AMU nhá. Chắc là tháng sau người ta sẽ triển khai tại Hà Nội đấy. Và cái phí để thuê xe có khoảng 30.000 thôi. Rất thích hợp với những bạn là sinh viên không có xe để đi. Đăng ký cái này thì vừa có xe để giao hàng kiếm ra tiền, vừa có xe để đi lại nữa, vừa có xe để tán gái. Cái xe này mà chở gái thì cũng là VIP đấy anh em ạ. Thì anh em muốn đăng ký thì nhanh tay bấm vào cái link để dưới phần mô tả video nhá. Ok. Hai đi vào đây à?
Đâu chị gái ơi? Đi vào luôn à? À đây à. Từ trên đâu đây? Các bạn này. Chị giữ xe để em bê cho. Để đâu chị? Ôi giời, à, hết. Là hai thùng này các bạn à, 40 cân. Của chị 61.000 đúng không? À vâng, chị. Vâng, cảm ơn chị. Còn luôn được cả 8 sịch. Vâng. Này, cái chạy Grab mà đi còn xe điện này thì đúng là tiết kiệm luôn nhỉ? Grab đâu. À ha chứ. Thì à ha thì cũng kiểu thế nhỉ. Vâng. Đúng kiểu tiết kiệm luôn, mất ít tiền điện. Thôi đi nhá. Quá tiện. Ok, cái đơn này mình giao đi Mỹ Thị Thượng, tổng làng Phú Mỹ. Và đây nó được Phú Mỹ luôn rồi. Người ta bán tán về xe điện đấy. Nhưng mà cái này là xe máy điện. Cái xe máy điện này mình thấy có một cái đặc biệt nó hơn, đó là khi mình bắt đầu nổ máy ấy, thì phải ấn đề và ga. Nó không như mấy xe điện bình thường là cắm chìa khóa vào vặn ga nó đi, nó sẽ cũng an toàn hơn một tí. Đây, những cái xe điện như này thì các bạn bật chìa khóa vào, các bạn vặn ga nó đi luôn. Còn xe này thì các bạn phải có hai thao tác mà phải nhớ thì mới đi được. Cua xe không? Hả? Cua không? Không à? Xe kia là xe X-Men bây giờ nhỉ? 19 Phú Thọ. Trời ơi, mấy bạn mình cũng cú. Già quá mà. Anh ra em gửi cái. Hai nghìn ship luôn. Vâng. Vâng, em đi nha. Đấy, cảm ơn. Em đi rời xa hơi đâu người ơi. Có đơn luôn này. Cơn mưa ngang qua. Cái bài hát một thời mình yêu thích anh em ạ. Hồi xưa mình đặt tên Facebook là Cơn Mưa Ngang Qua cơ. Tuổi thơ khoảng 10 năm trước rồi. Mình thì không phải fan của Sơn Tùng, nhưng mà hồi xưa mình thích nghe nhạc Sơn Tùng lắm. Nhưng mà sau đấy mình nghe nói là Sơn Tùng đạo nhạc, thế là mình bỏ luôn, không nghe nữa. Nhưng mà giờ giai điệu nghe vẫn thích. Thôi, tập trung công việc thôi. Không nghe máy anh em ơi. Nope. Đơn này đi cũng gần thôi, 27.000 này. Đi Duy Tân. Hay mình thử gọi cho Hương xem. Anh thấy em có một cái đơn hàng ở bên Miếu Đầm ấy. À, dạ vâng. Em có biết hàng gì nhỉ anh ạ? À? Anh cũng không biết hàng gì nữa, anh chỉ biết em là người nhận thôi, nhưng mà anh gọi cho người gửi, người ta không nghe máy là sao? Ồ, anh ơi, anh xem về đơn hàng gì vậy? Em lâu nay em có đặt gì đâu nhỉ? Em đặt, em đã nhận được một ạ. Ờ, tại vì anh gọi cho người gửi, người ta cũng không nghe máy cơ. Nên anh gọi em cho em trước xem. Đơn hàng gì đấy anh? Anh cũng không biết là hàng gì, hàng bên Ahamu, nhưng mà anh gọi dạ. cho người. Hàng của bên Ahamu ấy, người ta đặt, nhưng mà anh gọi người gửi, người ta không nghe máy, anh gọi thử cho em xem thế nào mà. Số gì đi anh? Tên là... À, rồi, em biết. Tên là anh, Cường. Anh làm đâu đấy ạ? Anh làm đâu đấy? Vâng, anh đợi em một chút nhá. Trời, may quá, người ta nhớ ra đơn hàng. Nói chung thì có nhiều lý do mà khách hàng không nghe máy lắm. Thứ nhất là có thể là trong cái phòng kín ấy. Cái thứ hai là nhờ người phát đặt hộ ấy. Nhưng mà thường thì shipper vẫn là người thiệt anh em ạ. Đi khoảng một cây số đến nơi lấy hàng nhưng mà người ta không nghe máy, hoặc là người ta hủy đơn đấy. Nói chung thì nghề gì cũng có may rủi thôi, quan trọng là mình cứ yêu nghề và lạc quan thì kiểu gì cũng vượt qua thôi. Mày đừng có bốc quét. Mình gọi mãi không hiểu rồi. Rồi, em quên mất máy để im lặng. Ok, quần áo đúng không? Mình gửi nhé. Anh gửi em nhé. Ok, ok. Rồi, di chuyển thôi. Exeter.
gửi nhá. Bạn em trả ship rồi em ạ. Đây hai cái thùng này anh. Thoải mái. Với cả cho em một cái dây em trả lại bàn không? Mình đi cùng. À ok. Đây vứt hộp này vào trong hộp cái. Khoanh kênh mọi người các bạn này ra. Mình hay chở bàn hay chở cái này. Tùy. Em chở gì cũng được, anh chở gì. Thôi đây, thế để mình chở bàn đó. Nếu không thì để em chở cái to này cho. Tại vì cái yên, cái chỗ em của nó rộng hơn. Được không bạn? Được. Đây, bạn buộc quen buộc của mình phát. Vâng. Để mình phá cái cửa. Bên A2 này bất cập nhỉ. Lấy điện ở mình đặt bằng tài khoản mình, khóa tài khoản mình. Tài khoản ai? Đặt thưởng thêm cái đơn hàng 30.000 đặt lên thành tận 60 rồi. Yêu cầu có giá có dây. Các ông đi qua toàn đều có giá. Ui giời. Cứ bảo mình hủy hộ, hủy 4 lần thì nó khóa con mẹ tài khoản. Là 4 ông hủy rồi. Vào mình bảo nhờ mình hủy hộ phá con mẹ được. Anh kéo tí nữa đi. Được. Bốn ông hủy mà mình đi xe đi. Anh không biết đường à? Vâng, vậy anh đi theo em. Rồi, ngon luôn. Căng thẳng đấy. Cuối cùng đến nơi. Hỗ trợ mình khênh lên tầng 3 phát được không? Vâng. Giúp mình ấy. Vâng. Anh ơi, đợi em chỉ không chịu. Sau bạn gửi số tài khoản qua cho mình chuyển khoản nhé. Vâng. Mày nhớ là cái này không là tí quên. Em đành phải mang về đây đắp. Mình chuyển khoản luôn đó. À vâng. Vâng, em nhận được rồi anh ạ. Vâng, ok anh ạ. Cái đợt này nó khoảng 5 cây số thôi nhưng mà hàng khá là cồng kềnh. Được 65k, 4 tài xế đến nơi thì hủy. May là gặp mình mang hai dây co với lại cũng chở được. Cùng một quãng đường đấy thì với mình thì mình thích chọn cái đơn ra cồng kềnh hơn. Bởi vì cước xe nó cao ấy. Có đơn là nhầm ạ. Bỏ cái công mình chạy. Nhưng mà giao hàng cồng kềnh thì nó có một cái rủi ro là hàng hóa thì nó sẽ bị kiểu dễ bị đền vỡ ấy. Nên là anh em cần phải có kinh nghiệm mới chạy được những cái đơn hàng cồng kềnh. Còn mình thì mình chiến hết anh em ạ. Phải đương đầu với thử thách. Ai cũng chọn được nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Phần mình thì phần ai. Đúng là con trai của ta. Dạ. Mới bán cây xong. Bán cây này anh? 10 triệu. Monrovia. Cái cây này người ta chơi về cái gì anh? Thế hay là hoa gì? Lá. À lá? Vàng. Vàng, trắng, xanh. Trắng xanh, trắng xanh. Đấy, trắng. Đây là gọi là hát mon. Lửa vàng trăng. Ồ. Đấy, em nhìn chưa? Vâng. Lửa trắng, lửa xanh. Đấy.
mà cái loại cây này nó đắt ở cái vấn đề rằng cái xanh này nó đúng ở cái giữa thân lá. Đấy. Nhưng mà tùy lá, tùy lá hay là không? Cứ một trắng xanh, một xanh, một trắng xanh, một xanh, một trắng xanh, một xanh. À, cái hai bên à? Thế nó mới thú vị, đúng không? Đấy. Đây là cú va này, em nhìn thấy không? Trên lá va chít 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 chít. Chít chít, phần trắng này là do nhập về từ Thái về nó bị cháy. Cháy lá do cái phần trắng này nó không có diệp lục. Đấy, hấp thụ ánh sáng nó bị kém. Nhưng mà những cái phần xanh này nó lại hấp thụ cho. Vậy là người ta chơi là vì lá nó đẹp anh em ạ. Mỗi người sẽ có một cái nhìn nghệ thuật khác nhau. Và cái cây đặc biệt là như thế. Và người ta coi nó là một đặc biệt. Và người ta chơi và nâng cao giá trị nó. Thế thôi. Cũng như con người như thế. Mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng. Và khi có người khác nhìn vào cái điểm mạnh đó thì người ta đánh thức được cái trong cái con người của bạn. Thì bạn sẽ trở nên có giá trị. Bốc phét ít thôi. Đúng rồi em, xem được nha. Trời bắt đầu khá là âm u rồi đấy. Bây giờ nó khoảng đầu giờ chiều và mình mới đi hết được 20% pin, kiếm được khoảng gần 2 lốp rồi anh em ạ. Ui giời, về phết. Thì con xe VinFast này thì trên thị trường đang có giá khoảng 25 triệu đến 27 triệu thì nó sẽ bằng một con xe Way. Mà đi cũng khá là ổn. Có điều cái nước ga vận tốc thì mình chưa thể kiểm soát được. Nhiều lúc có bị giật giật đấy. Tháng tám mùa thu lá rơi vàng trước ngõ. Cái này nó sửa cái gì đây mà nó chắn này. Chắc lại xây lại cái đường Mùng Binh. Lại có tiền rồi. Tất cả đây à? Hàng gì đây? Ứng là bao tiền nhỉ? 2 triệu 325. Giờ em giao cho anh nhé, tổng khoảng 5 triệu tiền nơi nhé. Ok ok. Vâng. Rồi. Một đống Porsche có giá 2 triệu 350. Tiền hàng của mình ứng phải gần 2 triệu rưỡi. Nhưng mà thu về ship là 47k. Cũng ổn. Nói chung thì khi mà mình nhận cái đơn hàng ứng tiền trên 2 triệu thì giá cước sẽ cao hơn nha anh em nhá. Mà nó vừa nhẹ hàng nữa thì khá là thích. Port in Delhi. Cái này như nó là cũng là cái cửa hàng bán port thì sao? Anh khai cho em số tài khoản được không? Ok. Của em tổng bao tất cả? 47 ạ? Vâng. 47 cộng 2325. Em chuyển anh là 2372. Vâng. Xuân Thịnh này. Vâng vâng. Vâng vâng. Vâng. Ok, đã lên được tiền. Cái đơn tiếp theo của mình là đơn giao hàng cồng kềnh. Nhưng mà nó là 2 điểm. Thì mình sẽ phải hỏi trước xem là nó là cái hàng gì. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Vì gọi thuê bao nên là mình sẽ đi thẳng đến đấy xem là cái hàng nó là hàng gì. Trong đây cũng có ghi chú địa chỉ ngõ ngách rõ ràng rồi. Thôi di chuyển qua đây xem thế nào. Cái xe này nó có một cái chỗ để đồ này, khá là tiện này anh em ơi. Để vừa cái điện thoại luôn đấy, vừa điện thoại luôn nhé. Xem gọi thì không được vậy. Ồ, cái đơn hàng giờ như nào ấy chị? Bánh kẹo hết rồi chị hết rồi. Đây chẳng ngang vậy. Thế này rồi hả? Đi đâu em?
Thanh Thái là túi này không chị? Ok ok. Được, chị đấu được. Một đơn giao hàng 2 điểm. Cái đơn này mình được cả 40.000 cơ. Cái Thành Thái với lại cái Duy Tân nó ở ngay gần nhau thôi. Không có gì để... Anh lấy đồ ạ? Đúng rồi em. Anh cứ tưởng bên này. Anh lấy đi chùa Bọc 386 em xem đủ chưa? Hàng của anh đâu rồi? Đây. Đây, chị nha. Một thuốc hay sao? À, con bé rất là dễ thương, vui tính. Chạy khoảng 100 cây ạ. Nhưng mà anh chạy AA này được sao mà chạy được xe này được ạ? Chạy được. Ờ thì 100 cây chạy một ngày mà. À 100 cây chạy một ngày ạ? Em gửi chị. Đây em vừa khít đây. Và em gửi chị. Ok, 10 4 nghìn. Cảm ơn nhé. Cảm ơn chị. 2000 years later. Của cô 120. Và còn 84 này là tiền hàng thôi ạ, còn việc ship nữa. Ship nhiều đấy ạ. Vâng, đã báo chị rồi mà. Chị bảo cô chưa? Vâng, chào xin. Buồn quá anh em ạ. Mình có một cái vấn đề xảy ra là nãy mình thay pin đấy. Thế là để đây không cài khóa vào bị rớt hai cục pin dự phòng rồi. Giờ vừa phải mua cục pin mới đây. Với lại cái cục pin sẵn trong đây thì nó gần hết rồi. Nên là chắc là mình sẽ xin phép được dừng cái video này tại đây. Chưa đủ để làm một cái thử thách 500.000. Rồi, tôi ra chắc là hẹn anh em ở video tới thôi. Thì cái thu nhập ngày hôm nay của mình nó được cũng được 380 rồi. Ở gần 5 giờ hoạt động, 10 đơn hàng. Với lại tiền ngoài nữa khoảng 50 nữa. Cũng khá là ổn. Và cái phần trăm pin à. Phần trăm pin thì còn 52%, nghĩa là một nửa thử thách của mình thôi. Và chắc là mình sẽ hẹn anh em ở video tới. Và cảm ơn mọi người đã đón xem hết video của mình. Bây giờ mỗi người mà cho mình 100 đồng nhỉ. Và 68.000 người thì khoảng được 680. Thì chắc là mình sẽ bù được hai cục pin. Và chắc là mình sẽ tiếp tục giao hàng tiếp thôi. Còn cái video thì mình sẽ hẹn mọi người ở video tới. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video này. Và bye bye mọi người ở video lần sau. Em có anh đúng không?